Hơn 20 phút rồi. Để nó đế để mới ngồi. Nó lụi.
Để hết dịch rồi trường mình tổ chức giải bóng đá cho học sinh cho vui vui nhưng mà không biết không? Không có. Hết kế hoạch rồi còn học không? Hết xong. Cuối cấp với buồn. Sớm chờ chiếc xe đẹp mê đang với xe đen rồi. Chú anh nào đó hay dữ ta. Hay khen hay liền. Hay hả? Khen hay. Như vậy. Đúng ai tuấn thì Huy á. Thầy Huy. Giờ nó đi bên hai đồng nhà. Tính về sáng. Cổng thi rồi hả? Sao?